Phát hiện ba học sinh lớp 6 bị đuối nước trên sông, ông Lô Văn Mạo đã bơi thuyền ra cứu sống cả ba em vào bờ. Ngày mùng 10 tháng 10, theo tin từ thị trấn Thạch giám, huyện Tương Dương, Nghệ An, chính quyền địa phương đã biểu dương ông Lô Văn Mạo hội viên chi hội cựu chiến binh bản Mon, thị trấn Thạch giám vì đã kịp thời phát hiện, cứu sống ba học sinh đuối nước trên sông Lam. Trước đó, khoảng 16 giờ 30 phút ngày mùng 8 tháng 10, ông Mạo đang làm vườn sau nhà thì nghe tiếng kêu cứu thất thanh của người dân. Ông chạy vội ra bờ sông thì phát hiện ba cháu đang chơi với dưới nước, một cháu chỉ còn nhìn thấy cánh tay giơ lên khỏi mặt nước ông mạo lập tức lấy thuyền gần đó nhanh chóng tiếp cận và cứu được cả ba cháu học sinh thoát khỏi đuối nước ông lô văn mạo sinh năm 1963, hiện đang là hội viên hội cựu chiến binh thị trấn thạch giám huyện tương dương nghệ an trước đây ông mạo cũng đã từng cứu được một người bị đuối nước ở cửa rào xá lượng hôm nay ngày 11 tháng 10, công an quận 5, thành phố hồ chí minh cho biết đang làm việc với gia đình và cháu lê thị minh thư 16 tuổi học sinh lớp 11 trường trung học phổ thông nguyễn văn linh quận 8. trong 6 ngày vừa rồi nữ sinh này mất tích không liên lạc với gia đình đến tối hôm qua công an đã tìm thấy cháu thư tại tỉnh đồng tháp bước đầu cơ quan chức năng xác định cháu thư bỏ nhà đi theo bạn bè nhưng không báo người thân đồng thời thư cắt đứt mọi liên lạc nên gia đình hoang mang lo lắng ngày mùng 10 tháng 10 văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam cho biết chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh lê văn dũng đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về vết nước xảy ra tại thôn 56b xã đắc pri huyện nam giang theo đó do ảnh hưởng của bão số 4, tại thôn 56b xã đắc pri huyện nam giang đã xảy ra vết nước và sụt lún đất vết nước dài 125m độ sụt lún khoảng 1,5m, hở 1m. Thực trạng vết nứt ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực này, nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để nhanh chóng sơ tán, di rời nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm, bố trí đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán, cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn trên tuyến. Tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt lở, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó tàu hàng chạy qua lưới điện không giữ đúng khoảng cách 6 mét gây sự cố ở trạm biến áp, hàng chục nghìn hộ dân ở thành phố Biên Hòa mất điện. Hơn 9 giờ ngày mùng 10 tháng 10, tàu chở hàng đi trên sông Cái, một nhánh sông Đồng Nai, qua khoảng trụ 14 đến 15 thuộc đường dây 110KV173 Long Bình, 172 Tân Mai, nhánh rẽ Vi do tàu không giữ đúng khoảng cách an toàn đã gây phóng điện ở đường dây, một máy của trạm biến áp bị ngắt, sự cố làm hai cột anten VHF của tàu hàng hư hỏng, hơn 38.000 hộ dân thuộc các phường Quyết Thắng, Thống Nhất, Trung Dũng, Quang Vinh, Bửu Long, Hòa Bình Thanh Bình, Tân Phong thuộc thành phố Biên Hòa mất điện. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên điện lực Đồng Nai đã cô lập đường dây xảy ra sự cố, tiến hành chuyển tải điện qua đường dây 110 kV Biên Hòa, Tân Mai cấp cho trạm biến áp 110 kV Tân Mai. Sau hơn nửa giờ, sự cố được khắc phục. Ngày 10 tháng 10, tin từ ban chỉ huy phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn tỉnh Kiên Giang cho biết, tối ngày 9 tháng 10, tại huyện Rồng Riềng, mưa lớn kèm theo lốc xoáy, làm sập hoàn toàn 23 căn nhà, tốc mái 29 căn nhà và làm 13 người bị thương, trong đó có trường hợp nặng phải chuyển bệnh viện tuyến trên điều trị. Cụ thể, khoảng 18 giờ ngày 9 tháng 10, lốc xoáy đã gây thiệt hại cho ấp Ngọc Bình, xã Ngọc Trúc gồm 10 căn nhà sập hoàn toàn, 8 căn nhà tốc mái, bị thương 2 người, ước tính thiệt hại khoảng 1.4 tỷ đồng. Trong khi đó, ở xã Hòa Thuận lốc xoáy đã làm 7 căn nhà sập hoàn toàn, 17 căn nhà tốc mái, cây đổ ngã gây ách tắc khoảng 500 m đường giao thông, có 8 người bị thương. Thiệt hại ban đầu khoảng 850 triệu đồng. Xã Vĩnh Thạnh cũng có 6 căn nhà sập hoàn toàn, 4 căn nhà tốc mái làm 3 người bị thương, thiệt hại ban đầu khoảng 760 triệu đồng. Ngày 11 tháng 10, tại trụ sở công an tỉnh quảng bình bộ công an đã công bố quyết định bổ nhiệm đại tá nguyễn thanh liêm giám đốc công an tỉnh đắk nông đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh quảng bình đại tá nguyễn thanh liêm sinh năm 1975, trưởng thành trong ngành công an từ quê nhà hà tĩnh ông liêm có học vị tiến sĩ từng kinh qua các chức vụ tránh thanh tra rồi phó giám đốc công an tỉnh hà tĩnh cuối năm 2023, đại tá nguyễn thanh liêm được bổ nhiệm làm giám đốc công an tỉnh đắk nông cho đến nay nguyễn huỳnh thanh ngân sinh năm hai cư trú ấp một xã đạo thạnh thành phố mỹ tho đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngân khai nhận vào ngày 9 tháng 10, ngân đến một tiệm vàng trên địa bàn phường 1, thành phố Mỹ Tho giả vờ mua vàng. Tại đây, lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, ngân sử dụng một chiếc nhẫn giả vàng 24K để đánh tráo lấy chiếc nhẫn ba chỉ vàng 24K thật, mang đến một tiệm vàng ở phường 3, thành phố Mỹ Tho bán được 24 triệu đồng. Sau đó, ngân sử dụng số tiền này đến một tiệm vàng ở phường 10, thành phố Mỹ Tho mua ba chiếc vòng vàng thật, trị giá hơn 21 triệu đồng, rồi giả vờ hỏi mua nhẫn lợi dụng sơ hở của người bán hàng, Ngân tiếp tục dùng một chiếc nhẫn giả vàng 24k đánh tráo lấy chiếc nhẫn hai chỉ vàng thật. Sau đó, Ngân đem số vòng và nhẫn bằng vàng thật bán cho hai tiệm vàng khác thì bị bắt giữ. Ngày mùng 10 tháng 10, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết vừa bắt giữ hai đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép 178 viên ma túy tổng hợp. Trước đó, vào chiều ngày mùng 8 tháng 10, tại quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, tổ công tác Công an tỉnh Hòa Bình phát hiện bắt giữ đối tượng Đỗ Mạnh Đồng, 44 tuổi, trú tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tăng vật thu giữ gồm không một túi ni chứa 178 viên ma túy dạng hồng phiến. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ đối tượng Hà Thị Nga, 23 tuổi, trú tại huyện Mai Châu, Hòa Bình, về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tối ngày 10 tháng 10, một vụ cháy lớn đã xảy ra tại dãy nhà thuốc bên trong bệnh viện đa khoa Đức Giang, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội. Người dân cho biết, ngọn lửa bùng lên tại dãy nhà thuốc nằm sát đường Trường Lâm. Đám cháy lan nhanh, bao trùm khu nhà với nhiều kiosk. Lãnh đạo ủy ban nhân dân phường Đức Giang thông tin, Khu vực xảy ra cháy là nơi chứa vật tư y tế, thuốc và nhà ăn của bệnh viện. Đến 21 giờ 45 phút, ngọn lửa đã được khống chế, cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vẫn túc trực ở hiện trường để dập tàn, tránh cháy lại. Bước đầu không ghi nhận thương vong về người, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.